Hi các bạn, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để đắp hoa bột nhé. Thì điều đầu tiên mình cần chuẩn bị cho mình là bột. Ở đây thì mình đã chuẩn bị 2 set bột, 1 set bột màu và 1 set bột nhũ. Thì set bột màu này thì mình sẽ để đắp hoa, còn set bột nhũ này thì sẽ để ombre nhé. Ngoài bột ra thì mình sẽ cần chuẩn bị cho mình những cái tấm cạc. Cái mẫu ngày hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người là cái mẫu hoa đậu, đậu ở trên đá nhé. Đây là cái phiên bản to hơn của nó và có cắt cánh nha. Thì như ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái bông đơn giản cơ bản này đầu tiên trước. Nên là mình sẽ cần chuẩn bị một chút đá khối như này nhá, cũng như là đá viên, các màu tùy mọi người nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm luôn nhá. Trước khi làm thì mọi người sẽ lấy cho mình một chút giấy vệ sinh như thế này để mình lau cọ, sử dụng cọ đắp hoa loại đầu tròn hoặc là đầu dẹt là tùy mọi người nhá. Mọi người quen dùng cọ nào thì có thể sử dụng cọ đấy nha. Mình ở video này mình thì mình sẽ dùng cái cọ đầu tròn của mình nhá. Dùng cái lọ đựng lưu huỳnh và dùng cái lưu huỳnh lâu khô của Mỹ nhá. Sử dụng thêm chai khử mùi lưu huỳnh của Mỹ. Nhỏ vào để nó bớt cái mùi hăng một chút thôi. Khoảng 2-3 giọt cho thằng đỡ mùi nhé mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái nền sơn gel rồi. Bây giờ mình sẽ chọn màu bột nha. Mọi người có thể chọn màu bột cùng tông để kết hợp nhé. Hôm nay mình sẽ làm màu hồng kết hợp với cả màu nâu đất. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một lượng lưu huỳnh vừa đủ chấm vào trong cái bột clear để gắn một cái viên đá khối lên trên móng nhé. Thì cái cách gắn đá khối này thì mọi người có thể thấy như mình làm nó rất là đơn giản thôi. Mình sẽ chấm cái lượng lưu huỳnh vừa đủ. Sau đấy thì mình sẽ chỉnh cái viên đá ở cái vị trí hợp lý nhất mà mình mong muốn. Cái viên đá mọi người nên check nó về cái hướng phía mặt mình một xíu nha. Đừng để nó kiểu ngang quá, bởi vì cái viên đá khi hơi chéo thì sẽ thấy được các cái giác đá rõ hơn. Sau khi mà cái lưu huỳnh nó đã khô xe lại và viên đá cố định rồi thì mình sẽ lấy những cái cục bột clear và mình bồi vào trong cái phần chân đá còn trống nhá. Mọi người có thể nhìn như trong video và làm theo mình nha. Mình chỉ cần lấy một lượng lưu huỳnh vừa đủ, bắt một ít bột và đẩy dưới chân viên đá thì cái viên đá nó sẽ chắc chắn nhá. Mình bồi bột clear xung quanh cái chân đá để cố định viên đá cũng như là tăng độ bền cho cái viên đá khối này của mình. Cái kỹ thuật đính đá khối này thì sử dụng với tất cả những cái kỹ thuật đính đá khối này thì sử dụng với tất cả những cái viên đá khối cũng như là đá hình khác nhau nhé. Ok, sau khi mà đã đính xong viên đá khối rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt cánh hoa nhé. Đầu tiên thì mình sẽ rửa thật sạch cái cọ của mình. Sau đấy thì lấy một lượng lưu huỳnh vừa đủ này, vuốt cái chổi. Cách lấy lưu huỳnh vô cùng đơn giản là mình chấm cái bút vào trong lọ lưu huỳnh, sau đấy vuốt cái chổi vào phần cạnh của lọ lưu huỳnh để cái bút của mình nó được thuôn lại. Xong rồi thì mình sẽ lấy một cái cục bột vừa đủ. Mình đợi cái cục bột nó hơi xe lại một xíu, nó hơi chín ý, thì mình sẽ đặt nó xuống cái phần cạnh và mình sẽ kéo nó thành hình giọt nước nhá. Sau mọi người sẽ đợi cho cái phần bột nó hơi xe lại, kiểu nó hơi lì lại một xíu. Rồi mình sẽ tán cái phần cánh ra như này nha. Mình đập cái phần cánh ra cho nó mỏng hết như thế này. Để ombre cái phần cánh hoa thì mình làm vô cùng đơn giản là mình cũng lấy một cái lượng lưu huỳnh vừa đủ. Sau đấy thì mình sẽ chấm một cục bột nhưng mà nó nhỏ hơn cái cục bột màu vừa nãy của mình nhá. Rồi mình sẽ vuốt cái màu bột đậm đấy từ cái phần nhụy của nó, kéo ra cái phần đầu cánh. Mình phải đợi cái cánh hoa nó khô hoàn toàn thì mình mới nhấc lên nha. Cho nên là trong lúc đợi nó khô thì mình sẽ làm mẫu cho mọi người cái cánh hoa thứ hai nhá, để mọi người có thể quan sát kỹ được cái cách mình làm cũng như là cách tán bột. Nói chung là cái kỹ thuật đắp bột này thì vô cùng đơn giản. Cái cánh hoa hôm nay mà mình dạy mọi người cũng là một cái cánh hoa cơ bản nữa. Hay mọi người có thể quan sát mình làm như thế nào rồi mọi người bắt chước làm theo nhá.
Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì thì mọi người có thể bình luận ngay bên dưới video này thì mình sẽ giải đáp hết nha. Để mua đồ nail chất lượng thì mọi người có thể liên hệ theo thông tin chạy bên dưới video này thì mình sẽ tư vấn và giải đáp cho mọi người hết nhé. Cái kỹ thuật đắp hoa bột này không có gì là quá khó cả. Tuy nhiên là để đắp được một bông hoa đẹp thì mình cần có những cái dụng cụ tốt. Ví như là sử dụng bột Mỹ này, lưu huỳnh Mỹ lâu khô, ít mùi cũng sẽ tốt cho sức khỏe của mọi người nữa. Và cái phần cọ cũng rất quan trọng. Mọi người nên chọn cái cọ kiểu lông chồn thì nó sẽ mềm hơn và dễ đắp hơn nha. Đây, khi mà cái cánh hoa nó đã khô rồi thì mình chỉ cần làm ướt cái cây cọ của mình này. Mình nhấp thành công cái cánh hoa rồi thì mình sẽ đặt nó vào trong cái phần viên đá mình vừa mới làm nhé. Mọi người đặt cái phần chân trước này, sau đấy bẻ cái phần cánh hoa cho nó ôm vào viên đá như này nhé. Kiểu mình ôm cúp xê á. Và đặt nó hơi chéo cái viên đá một xíu nha. Mọi người quan sát kỹ cái video mà mình làm, sau đấy thì làm theo thì cái tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhá. Bởi vì nhiều khi là cổ để tả cho mọi người hiểu hơn ấy, nó cũng rất là khó. Sau khi mình đã để xong một cánh rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục làm những cánh còn lại như thế nhá. Đây là cái bông hoa đậu, mình có thể làm 5 cánh này, 6 cánh hoặc là bông hoa đậu 7 cánh cũng được nhá. Cái số lượng cánh tùy vào mọi người ưa thích, cũng như là cái cách mọi người sắp xếp cánh kiểu xít nhau thì nó sẽ nhiều cánh hơn. Còn mọi người sắp xếp nó thưa cánh ra thì nó sẽ chỉ cần ít cánh thôi là mình đã hoàn thành xong cái bông 5 cánh rồi. Với những cái cánh còn lại thì mình cũng làm tương tự như vậy nhá. Không có gì là khác cả, mình cũng lấy một cục bột màu vừa đủ, sau đấy thì sẽ tán cái màu đậm ở cái phần nhụy để làm ombre cánh hoa đấy. Và mình cũng sẽ đợi nó khô này, mọi người có thể quan sát này. Khi cái cục bột nó đang ướt nó sẽ hơi có cái độ bóng. Nó có độ bóng của cái cục bột này, mọi người có thể thấy nhá. Mình để dưới ánh đèn nó sẽ hơi có cái sự bóng của cái lưu huỳnh cũng như là cái bột chưa khô. Sau đấy thì nó sẽ dần dần lì lại và mình sẽ lấy một chút lưu huỳnh vào cái bút của mình. Mình đặt phần chân trước, sau đấy thì mình sẽ uốn cái phần đầu cánh hoa nhá. Đây, như thế này. Mọi người uốn nó với cái loại hoa này thì mọi người sẽ phải dùng cái lưu huỳnh lâu khô giúp mình nha. Bởi vì nếu mọi người dùng cái lưu huỳnh nhanh khô ấy, lúc mà mình bắt cánh ấy, nó sẽ khô rất là nhanh và mình sẽ không có cái độ dẻo của bột để mà uốn được cái mẫu này. Cái mẫu hoa này nó sẽ ôm vào cái viên đá này, là cái phần cánh của nó sẽ hơi cong cong nha. Mình tiếp tục làm cái cánh thứ 3 của bông hoa này. Mình cũng lấy một cục bột, đợi cái bột nó xe lại này. Mình kéo cái phần bột xuống thành cái hình giọt nước nhá. Như thế này. Sau đấy vẫn phải đợi nó hơi xe một xíu xong rồi mới đập ra nha mọi người. Sau khi đã xe rồi thì mình mới đập ra cái phần cánh này. Mình vừa đập vừa kéo và chỉnh lại cái phần cánh của mình sao cho nó đẹp nhất, hợp lý nhất nhá. Với cái cánh thứ 3 này thì mình sẽ cần bồi một cái cục bột clear để tạo cái độ cong cũng như là cái độ phồng cho cánh nhá. Mình làm như kiểu, mọi người tưởng tượng như kiểu mình làm một cái phần đế để cho cái cánh này nó bắt vào vậy. Mình không sử dụng chai hay là đá mà mình dùng bột clear để cho tiết kiệm chi phí. Bình thường thì mọi người vẫn hay gắn được những cái viên chai ở dưới, tuy nhiên là mình thấy kiểu có thể thay thế bằng bột clear được nha. Như vậy vừa rẻ hơn này, vừa tiết kiệm chi phí cũng như là nhanh chóng hơn nữa. Đây, mình lấy một cục bột vừa đủ thôi. Sau đấy thì đợi nó hơi xe lại và đặt nó ở cạnh cái cánh mà mình vừa mới đặt. Cái mẫu hoa mình làm mẫu cho mọi người thì đã là mẫu đậu 5 cánh rồi, nên là cái mẫu này mình sẽ làm nhiều cánh hơn để mọi người quan sát nhé. Cái mẫu hoa đậu này thì mình có thể tùy biến được rất là nhiều kiểu cánh này, cũng như là số lượng cánh, màu sắc. Mọi người có thể từ cái video này mọi người sáng tạo ra nhiều những cái dáng hoa mới, những cái màu sắc mới.
mọi người không nên quá là dập khuôn bởi một cái, nói chung là cái cơ bản của nó thì chỉ có vậy thôi, còn để đẹp hơn thì mọi người nên biến tấu nó theo nhiều cách khác nhau, cũng như là thử sáng tạo nó để ra được nhiều mẫu mới hơn nhé. Một lưu ý quan trọng khi mà mọi người làm bột ý là mình sẽ luôn phải rửa cọ liên tục. Mọi người có thể để ý cái thao tác của mình, lúc nào mình cũng sẽ chấm vào lưu hình và mình lau cái phần cọ của mình vào cái giấy. Thứ nhất là để bảo quản cho cái cọ nó không bị hỏng. Bởi vì khi mà cái cọ mà dính bột và bột phần bột nó khô lại thì cái phần lông nó sẽ bị cứng lại nhé mọi người. Cái thứ hai là mọi người phải lau thật sạch thì cái cọ của mình nó mới có thể bắt được ra những cái cánh hoa đẹp, lì này, sắc nét, cũng như là nó sẽ dễ làm với mọi người hơn. Những cái cánh còn lại thì mọi người cũng làm tương tự y như cái cánh đầu tiên nhé. Và mình cũng xếp so le như vậy. Với cái mẫu hoa đậu này thì mọi người sẽ lấy cái cánh nó gần bằng nhau. Gần bằng ở đây có nghĩa là nó sẽ không quá to hơn nhau quá, cũng không quá nhỏ hơn nhau quá nhiều. Nó vẫn được phép du di chứ không yêu cầu mọi người phải lấy 5 cục bột bằng nhau chẳng chặn như kiểu là cái mẫu hoa đai si. Nên mình thấy cái mẫu hoa này nó sẽ dễ hơn mẫu hoa đai si nhé. Cái mẫu hoa này thì cái phần cánh mình được gia giảm một xíu, có thể là không bị to quá, không thể bị nhỏ quá là được. Còn lại thì mọi người có thể kiểu sắp xếp nó cứ chồng lên nhau ở các lớp thôi, không có gì là quá phức tạp cả. Mình có thể làm màu hồng này, màu xanh lá hoặc màu tím, màu đỏ. Cái mẫu hoa này màu gì cũng sẽ đẹp nhá, tùy thuộc vào cái bộ nail của mọi người màu gì mà mình sẽ quyết định cái bông hoa gắn ở trên đấy là màu gì nha. Để cái đấy thì là tùy vào cách mọi người phối màu, cũng như là tùy vào sở thích của khách nữa. Nên ở trong video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn mọi người cái cơ bản thôi. Từ cái cơ bản này thì mọi người có thể biến tấu ra nhiều kiểu khác hơn nữa nhé. Cái mẫu hoa này thì mọi người có thể làm sẵn ở trên cái ống hút. Sau đấy nếu mà có khách thì mình có thể lấy ra và làm cho khách nha. Nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn là mình sẽ ngồi mình đắp cái bông này từ đầu đến cuối nhé. Bởi vì đắp cái bông này ấy, nó cũng hơi mất thời gian. Nếu như mà làm nhanh tay thì cũng phải mất độ khoảng tầm 10 phút đến 15 phút một bông. Đấy là tùy vào cái lượng cánh mà mọi người muốn nhé.
Sau khi mà mình đã đắp xong cái bông hoa này rồi thì mình sẽ trang trí thêm cho cái phần nhụy của nó để được đẹp hơn nhá. Và để trang trí phần nhụy thì mình sẽ gắn thêm đá cho nó. Để gắn đá thì mọi người cũng lấy một cái cục bột clear này, mình đặt vào giữa cái phần nhụy. Sau đấy thì khi mà cái clear nó vẫn còn ướt ý, thì mình sẽ đặt những cái viên đá con lên trên cái phần bột đấy luôn nhá. Sau đấy thì mình ấn xuống. Mọi người nhớ là phải làm lúc cái cục bột nó vẫn còn ướt nhá, thì cái viên đá của mình nó mới chắc được, mình không cần phải gắn thêm keo nữa. Vệ sinh cọ bằng cách là chấm vào lưu hình và lau lại cái phần cọ nhá. Sử dụng cái nước sáng đá để lau cái viên đá của mình. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái mẫu hoa đậu trên đá biến tấu nhiều cánh rồi. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn. Đừng quên để lại một like cũng như một đăng ký theo dõi nếu video này hữu ích nha. Để mua đồ nail chất lượng thì mọi người có thể liên hệ theo thông tin chạy bên dưới video này nhé. Đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye!